Em Toàn Cao Bằng xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Hôm nay tém lại có rất là nhiều mặt hàng lan rừng muốn quay bán chia sẻ với các bác cây hoa phong lan với giá cực kỳ rẻ thôi để cho các bác sưu tầm. Đây có một số loại chỉ từ 50.000 đồng một cân các bác nhé. Đây, em sẽ điểm qua những cái dòng lan của em đang có trước, rồi lát em sẽ giới thiệu chi tiết từng dòng lan sau cho các bác. Em có địa lan Mạc Xuân này, Kiếm Lô Hội Hoa Đỏ này, Kiều Tím Miền Trung hay thường gọi là Kiều Hồng, Hoàng Lạp, Đai Châu Rừng Bôn Đôn và Hoàng Phi Hạc, Đùi Gà Trắng, Gốc Sim Rừng, và em có Thanh Đạm Sứa, Đại Lan Huệ Đồng, Huyền Thoại Ngô Đồng, lan tai thỏ hàng kg, tai thỏ hàng nguyên bản này. Rồi ok, em sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa, em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng loại mặt hàng luôn. Đầu tiên em có rêu rừng để các bác giữ ẩm cho cây này. Đây, em lấy cho các bác gọi là đi trồng lan là mình cần phải có rêu các bác nhé. Em bán là 50.000 đồng một cân. Em sẽ giới thiệu những cái mặt hàng thứ tự đi này. Tiếp theo em có Thanh Đạm Sứa này. Thanh Đạm Sứa thì màu hoa trắng sữa và cái dòng này hoa cực kỳ thơm. Thế nên nếu mà đi rừng gặp cái đúng mùa hoa của nó là hoa nó sẽ tỏa ngát hương thơm, cực kỳ thơm, mùi thơm nồng nàn luôn các bác ạ. Giá cả em bán gọi là bán giá siêu rẻ rồi cho các bác sưu tầm là 50.000 đồng 1 kg. Và bây giờ em sẽ cho các bác xem mặt hoa của Thanh Đạm Sứa. Đây đây là hoa của Thanh Đạm Sứa các bác nhá. Đấy, hoa của Thanh Đạm Sứa là màu trắng sứa này và cái dòng này hoa rất là thơm. Cuồn bông khá là ok các bác nhá. Tiếp theo em có địa lan Mạc Xuân này. Đây Mạc Xuân thì đây là hàng chuẩn của bản địa các bằng em luôn. Hàng dân vừa lấy về, hàng xanh mướt và cái dòng này là dòng dòng kiến chưa biết mặt hoa. Hàng sổ số. Cái dòng địa thì bây giờ được rất là nhiều bác chơi. Nói chung cái dòng này nó chơi từ thời cha ông cụ kỵ rồi. Dòng lan địa là cái thú chơi của vua chúa ngày xưa rồi các bác nhá. Em bán giá bình dân để cho các bác sưu tầm là 70.000 đồng 1 kg. Hôm nay em bán giá cực kỳ rẻ thôi các bác ạ. Tiếp theo em có địa có lan Kiếm Lô Hội này. Hàng rất là nhiều, khoảng 30-40 kg các bác ạ, xanh mướt luôn. Đấy. Bên kia em có cái rễ bản lá cực kỳ độc lạ các bác nhé. Đây. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa của Kiếm Lô Hội của Cao Bằng. Đây các bác ạ, mặt hoa rất là đẹp này. Đấy. Màu nó đỏ đỏ với lại cánh nó có viền gọi là viền trắng trắng đấy. Đấy. Nhìn nó rất là nổi các bác nhá. Và giá chỉ 50.000 đồng một cân. Tiếp theo em có lan tai thỏ này, này cái tai rất là to luôn. Em bán 50.000 một ký các bác nhá. Đi các bác trồng vào mình gọi là quấn vào những cái cây trước nhà rất là đẹp. Cái dòng này mình quấn vào cây thôi các bác ạ. Tiếp theo em có Huyền Thoại Ngô Đồng này. Đây, cái chùm hoa nó cũng rất là to này. Cái giống này em cũng bán là 50.000 đồng một cân các bác nhá. Giá cả như nhau. Tiếp theo em có Đại Lan Huệ Đồng. Cây rất là xanh mướt đẹp này. Cái dòng này là giống lan gọi là to nhất Việt Nam rồi các bác ạ. Không có giống nào mà to hơn cái giống này nữa này. Kể cả Đai Châu là cũng không to bằng. Đây các bác ạ. Hoa nó đây các bác nhá. Đang ngồng hoa rồi. Đây. Các bác muốn tìm hiểu thêm lên mạng search các bác nhá. 50.000 đồng một cân cho Đại Lan Huệ Đồng. Tiếp theo là em có Hoàng Lạp này. Đây, Hoàng Lạp vừa cập bến này, hàng xanh tươi mơn mởn, hàng cực kỳ đẹp. Đây, mùa này là mùa ghép chuẩn nhất của Hoàng Lạp các bác nhá. Em bán là 150.000 đồng một cân. Bây giờ em sẽ cho các bác xem mặt hoa này. Cái dòng này hoa đẹp lắm các bác ạ. Em rất là mê cái dòng này. Đây các bác, đây là hoa của Hoàng, đây là Hoàng Lạp này, này. Hoa màu vàng cam này, trời đẹp quá. Đấy, và giá cả dòng này nó bình dân thôi các bác nhá. Được cái hoa nó đẹp và loại này dễ trồng. Đi các bác mình trồng vào những cái chum như này cũng ok này. Đấy. Thì các bác nó trồng vào gỗ hay là vào chum vào chậu đẹp là được.
Hoàng lạp em bán là 150.000 đồng một cân các bác nhé. Hàng rất là đẹp. Quá đẹp tuyệt vời các bác. Hàng xanh mướt luôn. Tiếp theo em có lan Đai Châu rừng Buôn Đôn, hay ở miền Nam gọi là lan Ngọc Điểm đấy các bác ạ. Này, em bán xô nhé. Bán xô cho các bác là 380.000 đồng một cân. Cái dòng này giá cả nó cao các bác ạ, nên dành cho những bác nào chịu chơi, hoặc là các bác có thể mua khoảng 5 lạng để gọi là phong phú đấy, được một giò ok là các bác. Trong này, hàng bé cũng có này, to bé có hết các bác nhé. Em bán xô là 380.000 đồng một cân, giá cả thì quá hợp lý thôi. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa của lan Đai Châu. Đây các bạn, đây là hoa của lan Đai Châu, gọi là thường gọi là lan Ngọc Điểm đây. Đây hoa rất là đẹp. Cái dòng này thì nó nổi tiếng ở trên thị trường rồi, được chơi rất là lâu năm rồi các bác ạ. Đây, lan Đai Châu này, nó màu sắc nó rất là đẹp, và cái dòng này thì dễ trồng thôi các bác nhá, hoa thì cực kỳ thơm. Lan Đai Châu hay thường gọi là lan Ngọc Điểm này, em bán là 380 các bác nhé. Này, hàng tầm cỡ này là trồng tích này. Đó, nhẹ cân các bác. Cây to quá thì là nặng. Tiếp theo em có kiều tím miền Trung hay thường gọi là kiều hồng. Cái dòng này là đẹp nhất trong tất cả các loại kiều rồi, nên hàng cực kỳ đẹp các bác ạ. Đang nụ các bác nhé. Đấy, đang nụ luôn các bác ạ. Hàng quá đẹp. Đấy, nụ rất là to rồi. Cái tầm cỡ này là đi các bác được chơi hoa luôn các bác nhé. Số lượng em có khoảng hơn chục cân, không có nhiều. Đây, bây giờ em sẽ cho các bác xem mặt hoa. Đây là hoa của kiều tím miền Trung các bác nhé, hay thường gọi là kiều hồng này. Đấy, cái mặt hoa nó rất là đẹp, tím. Cái giống này được nhiều người chơi lắm các bác ạ. Nói chung là nhiều loại lan thì các bác nên sưu tầm mỗi loại một ít để cho vườn nó thêm phong phú. Kiều này em bán là 350.000 đồng một cân các bác nhé. 350.000. Giá cả thì rất là hợp lý, vì cái dòng này nó thuộc dòng lan đẹp nhất rồi. Gọi là trong những loại kiều là có loại này là đẹp nhất các bác ạ. Kiều tím, còn những cái dòng kiều khác là nó không đẹp bằng cái dòng này. Đây, rất là nhiều nụ luôn các bác ạ. Trời, cây càng to thì sang năm là nó càng nhiều nụ các bác nhé. Đẹp quá thôi. 350.000 đồng một cân. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu những cái hình lan em đang ghi giá cụ thể này. Cái đùi gà trắng này lát em sẽ giới thiệu sau các bác nhé. Đây là trắng rừng của bản địa Cao Bằng chúng em này. Rồi ok, em sẽ giới thiệu cái hình combo trước này. Combo rất là nhiều loại lan luôn, 120.000 cho hình số 1. Có thanh đạm sữa này, đủ trồng được một chậu bé và hai vệ nữ này. Hoàng lạp này, lan vẩy rồng này, một ngọn hồ điệp rừng này. Là bao nhiêu loại rồi nhỉ? 1 2 3 4 5 loại rồi. Còn đây là vanda này, vanda nhện xanh. Một trồng được một giò to. Tổng chỗ này vừa có 120 các bác nhá, giá quá rẻ này. Tiếp theo em có hai cái rễ hoàng thảo xoắn. Hai cái rễ cực kỳ khủng luôn. Em mua là 5 cân tư các bác nhá. Vì hàng rẻ đây nên là mua khá cao, nên em sẽ bán cũng đều bán theo rề, theo cân. Hai cái rề khủng này đi các bác chơi chấn vườn là quá là tuyệt vời rồi. Đây, thích chưa? Đây, hoa của hoàng thảo xoắn rất là đẹp các bác nhé. Này, rất là tím. Do người dân vận chuyển nên là nó bị hỏng hoa rồi. Đi các bác để làm giống năm sau thôi. Chơi hàng rề này đi chấn vườn là quá là tuyệt vời rồi. Từ phía bay đâu nhỉ? À, đây. Em hình này là có 5, có hai cái rề này thôi là 5,4 kg, là nhân 3 các bác nhé, nhân 300.000
mỗi cân là 300.000. Đấy, 3 năm 10 năm rồi lại chắc cũng tầm triệu triệu 6 tầm đấy các bác ạ. Đây, trời đẹp quá các bác ạ. Các bác muốn chơi chấn vườn là chơi cái gì như này là thích này. Đây. Cái gì bây giờ phải có người nhấc lên thì mới nhìn thấy hết cái phải vẻ đẹp của cái dề này, to lắm các bác ạ. Hai dề là vừa có hai dề mà 5,4 cân mà, nên là các bác nhìn là các bác biết rồi. Các bác nào mà có thiện chí mua thì alo cho em các bác nhé. Tiếp theo là em có cái đây là H3, một cái dề hoàng lạp này, nên nguyên một dề em đặt tạm xuống cái chậu này thôi để cho nó đẹp thôi. Em bán là 280.000 cho cái dề này. Đây các bác ạ, đẹp chưa? Rất là to nhá. Cái dề này chỉ cần đi là đặt vào một cái chậu gỗ đẹp như này thôi. Này. Nguyên một cái dề này. Đấy. Cái dề này mà ra hoa thì trồng làm tác phẩm là thôi rồi các bác ạ, cực kỳ đẹp. 280.000 cho H3. Tiếp theo H4 em có hoàng thảo kèn này. Hoàng thảo kèn giống các bác nhé. Đây là kèn đừng 200.000 một dề này, hai dề đang lên mầm gốc này, ba dề này, bốn dề này, năm dề, sáu dề, bảy dề, tám dề, chín dề, 10 dề này, kèn giống cho các bác này 200.000. Tiếp theo H5 là một cái giỏ hạc vi lẫn kèn này, này đang nụ đây. Còn ngọn kèn cũng đang hoa nở được gần chục ngày rồi các bác nhé. Nên hoa nó phai đi rồi. Thì các bác làm giống đó. Cái giò này em bán 200.000 cho H5. Tiếp theo H6 là một cái khúc lan lọng này, à, lan tai thỏ nguyên bản này. Rất là to đẹp các bác nhé. 150.000. Cái khúc này là đi chỉ cần treo lên thôi. Là ok rồi các bác ạ. Hàng à, nguyên bản mà đi là treo, cứ treo hoặc đi các bác đặt vào trong chậu, một cái chậu to các bác nhé, một cái chậu bê tông to. Đấy. Thì H6 là 150.000. Tiếp theo H7 là một cái giò cáo đấy, giò cáo thuần 230.000, có ba cây to đẹp các bác ạ. Này, xem các bác xem bản lá nữa, ba ngón tay luôn đây. Bản lá rất là to mà vừa có 230.000. Cái này nếu mà trồng lâu nó xếp thẳng lên là quá tuyệt vời. Ba ngọn 230.000. Tiếp theo em có đùi gà trắng này. Này có rất là nhiều kỳ luôn các bác ạ. Đấy. Cái chậu này là chuẩn bị nở này. Hé nở rồi. Nó vừa nở là nó đẹp lắm các bác nhé. Tầm ngày mai sẽ nó nở căng. Đây. Hoa nó cánh. Về nở được mấy hôm là nó không được đẹp. Nó vừa nở nó mới đẹp các bác. Đây. Cái bông này nó vừa nở này. Cánh bầu này. Đây. Vừa nở cánh bầu họng có một chút phớt hồng nhá. Quá đẹp. Em có hai chậu bé thì em sẽ bán theo chậu này. Cái chậu bé này là em bán là 1.100.000. Đây, mầm gốc đang lên rất là nhiều các bác ạ. Đi các bác làm giống là quá tuyệt vời. Thuần hết rồi các bác nhé. Có cả ki trên thân. Cái chậu này là 1.100.000. Đây là chuẩn đùi gà trắng rồi các bác nhé. Để các bác nhìn cái thân là biết rồi. Hàng trắng là nó nhìn thân nó nhìn phát là biết liền. Cái chậu này là rất là to này. Ki cực kỳ nhiều. Là nhiều ki nhá. Này, hoa chính luôn, có cả hoa luôn. Cái chậu này là rất là to đẹp, em bán là 2 triệu 500 nghìn cho H9. Các bác nào muốn lấy kỳ thì alo em các bác nhé. Đây em có một dây kỳ em cắt từ cái chậu này này. Đây các bác ạ. Cái dây kỳ này có một kỳ, hai kỳ, ba kỳ này. Còn rất là nhiều mắt ngủ các bác nhé. Em bán cái dây này là 300.000. Bác nào muốn làm giống thì alo em các bác nhé. Tiếp theo H10 là một cái dề kiếm này. Một dề kiếm lô hội.
bán là 200.000. Cái dề này khá là to này, giá cả quá thể này. Này các bác, cái dề này nó hoa nó vàng các bác nhá, này. Này hoa nó vàng vàng ấy. Đẹp lắm các bác ạ. 200.000 cho H10. Tiếp theo H11 này. Cái H11 này là độc lạ luôn các bác ạ. Đây. Đây các bác xem cái dề này. Đấy, đây. Nó như là những cái tia sét vậy. Hình như hầu như là cái lá nào nó cũng thế đây các bác ạ. Đây. Nó nhìn nó như là rêu hóa thạch vậy các bác nhá. Đây. Đẹp chưa? Rất là lạ luôn. Em chưa thấy cái này, cái lá nó vừa mọc lên nó cũng thế này. Này. Cái lá này lá vừa mọc lên nhá, lá bé lá to đều như thế này. Này. Tất cả những lá đều như vậy hết các bác ạ. Đây, cái gì này? Này, nhất là hai cái lá này. Đây, lá này cũng thế này. Cái rễ to này cũng thế này các bác ạ. Đây, lá nào nó cũng thế này. Đấy. Hai cái rễ này là hàng độc lạ rồi các bác ạ. Em bán là 500.000 cho H số 11. Tiếp theo em có những cái gốc sim rừng. Đây. Những gốc có thế cực kỳ đẹp. Đi các bác mình gọi là trồng trồng chơi làm bonsai là đẹp này. Đây, em có 1 2 3 4 5 6 gốc các bác nhá. Là em sẽ giới thiệu chi tiết từng gốc luôn. Bây giờ em sẽ cho các bác xem hoa của sim này.